could be us. So back to what I was saying. Could be us. Chồng cũ của cố diễn viên Châu Hải Mi gọi cô bằng tên gì mà khiến ai cũng bức xúc? Ngay sau khi biết tin Châu Hải Mi đã qua đời, chồng cũ của nữ diễn viên nhanh chóng có bài đăng tiếc thương trên mạng xã hội. Nhưng cách mà người này gọi Châu Hải Mi lại khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Thông tin ngôi sao một thời Châu Hải Mi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng châu Á xôn xao vì cô từng là ngọc nữ màn ảnh nhỏ đình đám vài chục năm trước. Châu Hải Mi không lập gia đình, cũng không có con nên mọi sự chú ý của khán giả dồn cả về chồng cũ của cô, xem phản ứng của người này ra sao. Châu Hải Mi từng hẹn hò, kết hôn rồi ly hôn với nam diễn viên Lữ Lương Vĩ. Sau khi biết tin vợ cũ đã qua đời, Lữ Lương Vĩ đã đăng tải tâm thư nhắn nhủ: Châu Hải Mi hãy lên đường bình an và thú nhận anh không thể giữ bình tĩnh khi nghe tin. Lữ Lương Vĩ tin rằng nữ diễn viên sẽ tiếp tục mỉm cười ở thế giới khác và xin chia buồn với người thân của cô. Tuy nhiên, Lữ Lương Vĩ lại gọi Châu Hải Mi là Hải Vị. Điều này khiến nhiều người bức xúc, cho rằng nam diễn viên lạnh lùng đến mức viết sai cả tên vợ cũ. Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng phỏng đoán đây có thể là tên thân mật mà Lữ Lương Vĩ gọi Châu Hải Mi khi hai người còn chung sống hạnh phúc. Lữ Lương Vĩ và Châu Hải Mi từng có thời gian bên nhau đầy ngọt ngào, chưa kể Lữ Lương Vĩ còn là mối tình đầu của nữ diễn viên. Nhưng chẳng ngờ sau khi kết hôn, hai người lại nhanh chóng chia tay vì phía Lữ Lương Vĩ không muốn Châu Hải Mi tiếp tục đóng phim, trong khi cô không muốn giả từ sự nghiệp đang thăng tiến. Bất đồng quan điểm quá lớn khiến Châu Hải Mi đành chọn cách ly hôn để được tự do theo đuổi đam mê diễn xuất.